Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung chính trong chương trình hôm nay: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam, Trung Quốc chứng kiến lễ ký văn kiện hợp tác. Cần chủ động khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên trong năm học mới. Tin thế giới, Hàn Quốc nỗ lực phát triển thị trường lao động. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc, sau khi kết thúc hội đàm sáng 19 tháng 8 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã chứng kiến các ban, bộ, ngành địa phương hai nước ký kết các văn kiện hợp tác. Tại lễ ký kết, các ban, bộ, ngành, địa phương hai nước ký kết 14 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực: trường đảng, xuất nhập khẩu nông sản, phát thanh truyền hình, nghiệp vụ truyền thông báo chí, y tế, cơ sở hạ tầng, kinh tế thương mại, công nghiệp, ngân hàng. Đồng thời, tuyên bố hai văn kiện gồm bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại của Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính quyền nhân dân hai tỉnh Hải Nam và Sơn Đông nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Tiếp đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã trân trọng mời và cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự tiệc trà cùng ôn lại truyền thống hữu nghị giữa hai đảng hai nước. Thưa quý vị, tình trạng thiếu giáo viên cục bộ vẫn tồn tại ở hầu hết các địa phương nhưng chậm được khắc phục, gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện chương trình và kế hoạch dạy học. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý được phân tích tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025 được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, năm học 2023-2024, các địa phương đã tuyển dụng được 19.474 giáo viên trong tổng số 27.826 biên chế được bổ sung. Tuy nhiên, cả nước vẫn còn thiếu trên 113.000 giáo viên. Tại Lào Cai, tình trạng thiếu giáo viên so với định mức cũng diễn ra ở tất cả các cấp học, bậc học, nhất là giáo viên mầm non, giáo viên chuyên biệt, tiếng Anh, tin học, âm nhạc, nhân viên y tế, bảo vệ, cấp dưỡng, thư viện, thiết bị. Năm học 2023-2024, biên chế giáo viên của tỉnh vẫn còn thiếu 346 chỉ tiêu. Trước thềm năm học mới, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách, chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ giáo viên phù hợp, thực hiện việc tuyển dụng, cơ cấu lại đội ngũ giáo viên theo biên chế được giao, khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên của các cơ sở giáo dục, bảo đảm nguyên tắc có học sinh phải có giáo viên đứng lớp và phù hợp với thực tiễn. Từ tháng 9 năm 2023 đến nay, thị xã Sapa đã chuyển vị trí công tác, điều chuyển từ phòng chuyên môn của thị xã và từ các xã phường khác đến đối với gần 40 đồng chí. Theo đánh giá của thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã Sapa, việc sàng lọc, thay đổi, bố trí sắp xếp lại đội ngũ cán bộ xã phường đã mang lại hiệu quả rõ nét. Nhận thức của cán bộ xã phường đã có sự thay đổi, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Người dân cũng không nghĩ, không dám, không làm sai quy định của pháp luật. Minh chứng rõ nét là từ tháng 4 năm 2024 đến nay, gần như thị xã Sapa không phải tổ chức sáo rỡ các công trình vi phạm như thời gian trước đó. Những kết quả trên cho thấy sử dụng đúng người, đúng việc sẽ phát huy được tối đa hiệu quả. Thời gian tới, thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã Sapa tiếp tục ưu tiên bố trí những cán bộ có năng lực, dám làm, dám chịu trách nhiệm đến công tác tại các địa bàn trọng điểm như phường Sapa và các xã Mường Hòa, Trung Trải, Tà Phìn. Có quỹ đất vườn đồi rộng, năm 2017, chị Phùng Thị Phong, thôn Giàng, xã Làng Giàng, huyện Văn Bàn đã mạnh dạn vay vốn ngân hàng, đầu tư mua giống cây ổi lai lê về trồng để phát triển kinh tế. Từ vài chục gốc ban đầu, đến nay gia đình chị Phong đã nhân rộng lên 3.000 gốc, trong đó có 800 gốc đang cho thu hoạch ổn định, mang lại nguồn thu nhập khá. Sau khi trồng thử nghiệm, chị Phong thấy cây ổi lai lê rất dễ trồng, phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng ở địa phương, lại nhanh cho quả, nên chị đã đầu tư mở rộng diện tích. Đến nay, vườn ổi lai lê của gia đình chị Phong phát triển tốt, quả đẹp, ăn giòn, ngọt, đậm vị nên tiêu thụ thuận lợi. Lúc đầu thì em trồng lúa thì cũng đầy đủ ăn thôi chị ạ. Mình không có tiền để sinh hoạt hàng ngày nên em mới
và đi học hỏi được mà trồng ổi thì bây giờ em trồng ổi thì thấy ổi nó phát triển hơn. Cây ổi la lê có thể cho thu quả quanh năm nếu người trồng biết cách chăm sóc, cắt tỉa. Bởi vậy, ngoài tích lũy kinh nghiệm từ thực tế, chị Phong cũng tích cực tìm tòi, học hỏi qua sách báo, mạng Internet. Hiện chị Phong đã biết cách chiết cành, cung cấp nguồn giống tốt cho nhân dân địa phương cùng phát triển loại cây ăn quả chất lượng này. Để ổi ra quanh năm thì em cũng có học hỏi kinh nghiệm để cắt tỉa cành, để ra mầm rồi ra quả. Mình phải lấy xốp để bọc bảo quản để không phải có con sâu nó đốt, để ánh nắng nó không chéo vào quả, để quả nó không được bị thâm, để cho máu má của quả nó được đẹp hơn. Được người tiêu dùng ưa chuộng, giá bán ổn định từ 20 đến 25 nghìn đồng một kg. Mỗi năm vườn ổi mang lại cho gia đình chị Phong nguồn thu khoảng 200 triệu đồng. Ngoài ra, thanh long, đại táo cũng là giống cây ăn quả đang được chị Phong đưa vào trồng nhằm đa dạng hóa sản phẩm cung ứng cho thị trường. Gia đình cũng tận dụng phụ phẩm nông nghiệp nuôi thêm bò để nâng cao thu nhập. Và trong các cái buổi tập huấn của xã ấy, thì cũng có mời em về tham dự về cái phát triển dự án cây ăn quả ấy. Thì em cũng chia sẻ kinh nghiệm đối với nhiều hội viên. Và trong khu này thì cũng đã có 5-6 hộ cũng nhân rộng mô hình ổi từ nguồn giống của nhà em Phong. Chủ động quy hoạch, mở rộng diện tích cây ăn quả gắn với nâng cao chất lượng sản phẩm đã và đang mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình chị Phùng Thị Phong. Từ đó, người dân cùng học tập làm theo, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, gia tăng thu nhập cho nông dân. Giai đoạn 2019-2024, tỉnh Lào Cai đã bình chọn được 6.928 lượt người có uy tín tại các thôn, bản trong toàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 1.117 người uy tín. Các chế độ chính sách cho người có uy tín được tỉnh đặc biệt quan tâm triển khai đầy đủ. 100% người có uy tín được cấp, phát báo Lào Cai và báo Dân tộc và Phát triển. Trong 5 năm, toàn tỉnh đã tổ chức 81 hội nghị, 22 đoàn đi học tập kinh nghiệm dành riêng cho người có uy tín, thăm hỏi, tặng quà cho trên 7.000 lượt người có uy tín nhân dịp lễ Tết khi bị ốm đau, hoạn nạn. Trong giai đoạn, có 327 lượt người có uy tín, có thành tích tiêu biểu xuất sắc đã được khen thưởng. Thông qua đó, góp phần phát huy vai trò của người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Thưa quý vị, đường sắt Hà Nội Lào Cai và ngược lại là một trong những tuyến được ngành đường sắt tăng chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân, du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tuyến Hà Nội Lào Cai chạy thêm tàu SP7 xuất phát tại ga Hà Nội và tàu SP8 xuất phát tại ga Lào Cai. Trong đó, tàu SP7 chạy tại Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 8 và ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 tháng 9. Tàu SP7 chạy tại ga Hà Nội lúc 22 giờ 40 phút tối hôm trước đến ga Lào Cai lúc 6 giờ 25 phút ngày hôm sau. Tàu SP8 xuất phát từ ga Lào Cai lúc 12 giờ 5 phút các ngày 23 đến ngày 31 tháng 8 và các ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4 tháng 9 đến ga Hà Nội lúc 19 giờ 37 phút cùng ngày. Các chuyến có đỗ nhận trả khách ở các ga trên tuyến. Ngành đường sắt áp dụng chính sách giảm giá vé thường xuyên cho các đối tượng chính sách, người khuyết tật, khách đặt vé khứ hồi và khách đoàn từ 20 người trở lên. Được khởi công từ tháng 11 năm 2023, đến nay, dự án nâng cấp cải tạo tỉnh lộ 154 đoạn Bản Lầu Na Lốc, huyện Mường Khương đã hoàn thành hơn 70% khối lượng. Hiện nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc thiết bị triển khai thi công cống thoát nước ngang, lắp đặt rãnh thoát nước dọc, kè bê tông, kè vỉa, kè dọ đá, giải cấp phối đá dăm và thảm bê tông nhựa. Ban quản lý dự án giao thông tỉnh cũng thường xuyên có mặt tại hiện trường giám sát chất lượng, tiến độ thi công, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc phát sinh, giải ngân thanh toán khối lượng xây dựng hoàn thành. Dự án nâng cấp cải tạo tỉnh lộ 154 đoạn Bản Lầu Na Lốc có chiều dài 15 km, chiều rộng nền đường 6,5 m, tổng kinh phí 60 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 1 năm 2025. Theo tính toán của chủ đầu tư và đơn vị thi công, nếu thời tiết thuận lợi, dự án hoàn toàn có khả năng về đích trước 3 tháng so với kế hoạch. Thưa quý vị và các bạn,
trong tín ngưỡng của người dân đất Việt, tháng 7 âm lịch, mùa Vu Lan rất được xem trọng. Với đồng bào Tày, tháng 7 trọng tâm là ngày rằm, bà con thực hiện nghi lễ tưởng nhớ tổ tiên, báo hiếu cha mẹ, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Phóng sự sau đây được thực hiện tại xã Bản Hồ, thị xã Sapa sẽ đề cập chi tiết nội dung này. Truyền thống của đồng bào Tày Bản Hồ, thị xã Sapa, rằm tháng 7 thường được tổ chức vào ngày 14 và 15 âm lịch. Các công đoạn sửa soạn mâm lễ được chuẩn bị rất tỉ mỉ và tươm tất. Lợn, gà, vịt trong chuồng được nuôi nhốt cẩn thận. Đồng bào Tày quan niệm con vịt vừa có thể đi trên cạn và bơi được dưới nước, vượt núi, băng rừng và lội qua suối cùng con gà lên trời báo cáo tổ tiên. Vậy nên mâm lễ cúng không thể thiếu những lễ vật này. Trong ngày rằm cũng phải có con vịt hết, nó có thành cặp ấy, mới thành cặp đấy, có một con vịt, một con gà hoặc là có một con lợn, chứ còn không riêng cúng con vịt cũng không được, riêng cúng một con gà cũng không được. Bánh đôi không thể thiếu được, xôi không thể thiếu được. Khi mâm lễ được sửa soạn xong thì các thành viên trong gia đình cùng nhau dâng cúng tổ tiên. Con trai trưởng luôn là người đại diện cho gia đình hành lễ, báo cáo tổ tiên với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc. Cái rằm tháng 7 này cũng như là cái ngày lễ mà lớn thứ hai sau Tết Nguyên Đán, bản thân tôi rất là tự hào, cũng là cái dịp để bản thân tôi cũng như là anh em con cháu trong gia đình, cũng như cha mẹ cũng là báo hiếu đến ông bà tổ tiên. Đấy, sau một năm lao động này cũng là thành quả. Đấy. Rất là chân thành cảm ơn ông bà tổ tiên đã sinh thành các người con, và đến ngày hôm nay thì sau một năm lao động sản xuất thì đấy cũng là thành quả, đấy, cũng dịp để báo hiếu đến ông bà tổ tiên. Bên mâm cơm đoàn viên của mỗi gia đình còn có thêm anh em họ hàng, bà con hàng xóm. Mọi người cùng nhau chúc sức khỏe, an khang thịnh vượng. Những âm thanh vui tươi của khúc hát dân ca vang lên. Những điệu xòe hoan hỉ làm rộn ràng cả vùng quê Thanh Bình, Chủ Phú. Tiếp theo chương trình, Bộ Y tế lo ngại nhiều dịch bệnh đang gia tăng trước thềm năm học mới. Thương vụ IPO kỷ lục của Tokyo Metro. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chủ động triển khai phòng chống dịch trong mùa tựu trường. Bộ Y tế đề nghị các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành y tế chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch trên địa bàn, nhất là các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra trong mùa tựu trường. Chỉ đạo tổ chức các đoàn kiểm tra giám sát, đôn đốc công tác phòng chống dịch trên địa bàn, tăng cường giám sát, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh, ổ dịch tại cộng đồng và các cơ sở y tế. Thực hiện cách ly, kịp thời xử lý triệt để, không để dịch bùng phát trong cộng đồng. Rà soát tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những đối tượng chưa được tiêm vaccine phòng bệnh, chưa tiêm đủ mũi. Vận động các gia đình đưa trẻ em đi tiêm chủng vaccine đầy đủ, đúng lịch. Thưa quý vị, với 10 triệu lượt khách quốc tế lựa chọn ghé thăm, trong đó 76% tới từ châu Á trong 7 tháng qua, Việt Nam khẳng định vị thế là một điểm đến hấp dẫn trong khu vực. Con số tăng trưởng ấn tượng, thậm chí lên tới 51% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách từ châu Á đạt 7,6 triệu lượt, đứng đầu là Hàn Quốc và Trung Quốc. Trong những cái tên gửi khách đến Việt Nam nhiều nhất thời gian qua, Ấn Độ cũng nổi lên như một thị trường đầy tiềm năng đối với ngành du lịch nước ta, khi lượt đến tăng 248% so với cùng kỳ năm 2019. Với hàng loạt hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch ở nhiều thị trường trọng điểm, cùng với mùa cao điểm du lịch quốc tế sẽ đến trong những tháng cuối năm, ngành du lịch Việt Nam kỳ vọng sẽ hoàn thành mục tiêu đón 17 đến 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Thời gian gần đây, hình ảnh đàn chim với hàng chục con làm tổ và tung cánh bay lượn khắp không gian Hồ Gươm cũng như khu phố cổ đã tạo nên một cảnh tượng vô cùng lạ lẫm, ấn tượng. Những đàn chim này không chỉ làm phong phú thêm cảnh quan đô thị mà còn mang đến một không khí mới mẻ cho thành phố Hà Nội. Là một người yêu thiên nhiên, ngay sau khi biết thông tin nhiều cá thể chim về Hồ Gươm làm tổ, anh Kim Cương đã đến đây để có thể ghi lại những khoảnh khắc hiếm có.
tưởng chừng chỉ được nhìn thấy trên đồng quê hay tại các khu bảo tồn. Chim hoang dã xuất hiện thì là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ là môi trường tốt và nó có thức ăn. Cũng như anh Cương, bất kỳ ai khi nhìn thấy hình ảnh của những chú chim tung bay, xoay bóng trên mặt hồ cũng đều có cảm giác thơ mộng và yên bình. Hà Nội tháng 8 này như đặc biệt hơn bởi những khoảnh khắc đẹp, lãng mạn của mùa chim làm tổ giữa chốn thị thành. Đất lành thì chim đậu cũng làm cho khách du lịch mình tò mò, tại sao mà giữa cái lòng hồ lớn như vậy mà có một chim bay qua bay lại, nó cũng tạo cảm giác cho mình gọi là rất là ấn tượng. Ấn tượng và cực kỳ thú vị. Theo ông Nguyễn Hoàng Hào, đại diện Chi hội Nghiên cứu và Bảo tồn Chim Hoang dã Việt Nam, sự tồn tại và phát triển của các loài chim là một trong những chỉ số quan trọng về chất lượng môi trường, sinh thái của một vùng đất. Tuy nhiên, để duy trì được không gian sinh động này thì vẫn cần có thêm nhiều yếu tố. Ngoài cái việc mà chúng ta bảo vệ, không săn bắt thì có thể chăng chúng ta làm những cái một số các cái đảo nổi, đảo cây nổi ở dưới hồ, hoặc là thay đổi một chút về cái mép hồ, tạo thành một cái khu mà ngập hoặc bán ngập để cho lũ chim có thể có kiếm ăn được thì nó sẽ về được nhiều hơn. Khu vực giữa Hồ Gươm và khu vực xung quanh đã trở thành một ốc đảo xanh giữa lòng đô thị ồn ào. Sự xuất hiện của đàn chim tự nhiên cho thấy chất lượng môi trường tự nhiên đã có sự cải thiện và nâng cao, tạo nên một biểu tượng sống động cho sự hòa hợp giữa thiên nhiên và con người. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị, số lượng thanh niên không có việc làm, không được học hành hoặc không được đào tạo ở Hàn Quốc trong tháng trước đã đạt mức kỷ lục, cho thấy những thách thức ngày càng lớn trên thị trường lao động của nước này. Số liệu của Cơ quan Thống kê Hàn Quốc cho thấy, trong tháng 7, số người không có việc làm trong độ tuổi từ 15 đến 29 không tích cực tìm việc làm là 443.000 người, con số cao nhất trong những năm gần đây. Trong đó, bất ngờ là nhóm người trẻ tuổi lại chiếm tỷ lệ cao hơn so với các nhóm tuổi khác. Những người không có việc làm chiếm hơn 5% trong tổng số hơn 8 triệu thanh thiếu niên tại Hàn Quốc. Để đối phó với tình trạng này, chính phủ Hàn Quốc đang thúc đẩy phát triển thị trường việc làm địa phương. Thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO trong năm nay sẽ chào đón Tokyo Metro, một công ty vận hành tàu điện ngầm thuộc sở hữu của chính phủ Nhật Bản và chính quyền thủ đô Tokyo. Đây sẽ là thương vụ IPO lớn nhất tại quốc gia Đông Bắc Á trong 6 năm qua. Các nguồn tin cho biết, chính phủ Nhật Bản và chính quyền Tokyo đang có kế hoạch tổ chức một cuộc họp báo với các công ty môi giới chứng khoán trong vòng một tuần tới để thông báo về thương vụ IPO và thông qua danh sách niêm yết trên sàn chứng khoán Tokyo trước giữa tháng sau. Theo các nguồn tin, định giá của công ty sẽ lên tới 700 tỷ yên. Với một nửa số cổ phần công ty được chào bán, đợt IPO này dự kiến sẽ đem lại mức vốn định giá 350 tỷ yên. Tình trạng COVID-19 kéo dài đã gây thiệt hại gần 7 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế Australia. Đây là kết quả nghiên cứu được công bố mới đây trên tạp chí Y khoa Australia dựa trên thống kê về số ca mắc COVID-19 trong thời gian từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023. Cụ thể, đã có khoảng 100 triệu giờ lao động do COVID kéo dài và người lao động từ 30 đến 49 tuổi đóng góp hơn một nửa tổng số lao động không thể làm việc. Điều này gây thiệt hại lớn cho toàn bộ nền kinh tế. Nghiên cứu cũng cho thấy khoảng 1,3 triệu người Australia vẫn đang phải sống chung với COVID-19 kéo dài. Ước tính đến tháng 12 này, vẫn có từ 173.000 đến 873.000 người Australia phải sống chung với COVID kéo dài sau lần mắc đầu tiên một năm. Con số này không bao gồm các tình trạng tái nhiễm. Cuộc xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại dải Gaza đã và đang khiến các bệnh viện tại đây bị tàn phá nặng nề. Với các bệnh nhân chạy thận, tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng thiết bị lọc máu và vật tư y tế đang khiến cuộc sống của họ thêm chật vật. Trung tâm thận, lọc máu ở Bệnh viện Nasser, thành phố Khan Yunis hiện đang điều trị cho hơn 250 bệnh nhân. Trước khi xung đột xảy ra, trung tâm có 35 máy lọc máu, nhưng hiện chỉ có 23 máy có thể hoạt động. Trang thiết bị thiếu thốn khiến nhiều người bệnh không thể chữa trị theo phác đồ. Để xử lý các vấn đề y tế và dịch bệnh phát sinh, cộng đồng quốc tế đang kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ở dải Gaza, hỗ trợ cho những bệnh nhân nặng có điều kiện điều trị tốt hơn hoặc chuyển tới nơi khác. Thưa quý vị, nhà thờ Sở Kiện, hay còn gọi là Kẻ Sở,
nằm ở thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, cách Hà Nội khoảng 65 km về phía Nam. Đây là một trong bốn nhà thờ được phong vương cung thánh đường tại Việt Nam, danh hiệu được giáo hoàng tôn vinh đặc biệt dành cho những nhà thờ có kiến trúc to lớn và cổ kính, mang ý nghĩa lịch sử và tâm linh quan trọng. Một góc nhìn cuộc sống hôm nay, mời quý vị chiêm ngưỡng công trình kiến trúc cổ điển hơn 140 năm tuổi này. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh về góc nhìn cuộc sống đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.